Thưa quý vị, lên nâng cúp vô địch là khoảnh khắc đặc biệt với tất cả những ai chơi thể thao. Bạn có thể sẽ quên hết mình là ai, làm những điều bạn chưa từng làm. Và sự điềm tĩnh dường như không phải là một cảm xúc phổ biến lắm khi người ta chuẩn bị lên nhận chức vô địch. À, nếu bạn từng 43 lần làm điều đó thì lại là chuyện khác. Yelin à, của chú đây. Chú đeo nó đẹp hơn anh đấy. Không, không anh ơi, ai lại thế, anh là đội trưởng mà. Lên nâng cúp đi, thích lắm. Anh đã làm 43 lần rồi anh biết. Kính chào quý vị, đây là chương trình Giờ Vàng Thể Thao. Một tuần có nhiều lễ trao giải và các trận chung kết. Trận đấu có thể không xem hết, nhưng trao giải thì cố gắng xem đủ, bởi vì đó là nơi mà chúng ta chứng kiến nhiều điều khó tin. Từ những hành động nhân văn như của Messi chúng ta vừa thấy, hoặc khoảnh khắc trở về với tuổi thơ từ người đồng đội của anh trong trận chung kết World Cup. Nhiều người bảo họ không giữ được mình. Còn tôi nghĩ có khi đó mới là lúc họ trở về với chính mình. Ông Rubiales năm nay 47 tuổi, ngoài công việc toàn thời gian là chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, thì ông còn từng là một cầu thủ chơi bóng tại La Liga cho Levante. Và đây là giây phút mà đội tuyển nữ Tây Ban Nha chính thức vô địch World Cup. Và ông Rubiales đã quên mất mình đang là chủ tịch Liên đoàn, đang ngồi cạnh các thành viên nữ của Hoàng gia Tây Ban Nha, chứ không phải là ăn mừng trong phòng thay đồ của một đội bóng nam. Cơn bốc đồng của ông Rubiales kéo dài từ trên khán đài xuống tới tận bục chiến thắng khi mà ông làm nhiệm vụ trao huy chương cho những người đồng hương của mình. Một hành động mà từ video mà nói thì nó có thể là khá bộc phát và nguyên nhân có lẽ là từ cảm xúc chiến thắng. Nhưng khi để dưới định dạng JPEG, tức là một cái ảnh, thì độ kỳ cục của nó tăng lên gấp nhiều lần. Thực sự thì tôi cũng chưa bao giờ vô địch thế giới để hiểu cảm giác trên bục chiến thắng nó như thế nào. Nhưng ông Rubiales lập tức trở thành tâm điểm tranh cãi của truyền thông, người dân và cả những người nổi tiếng ở Tây Ban Nha nữa. Jenny Hermoso, nữ cầu thủ trong khung hình này, nói rằng đây là hành động hoàn toàn bộc phát thôi, bởi vì niềm vui giành được World Cup là quá lớn. Ông chủ tịch và tôi khá thân thiết. Cách cư xử của ông ấy từ trước đến nay với chúng tôi luôn đạt điểm 10. Và tôi xem đó là hành động bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Và đó như là một cách để ông ấy nói với tôi rằng là tôi biết ơn các bạn lắm. Nhưng thôi, quan trọng là chúng tôi đã giành World Cup rồi và hãy tập trung vào điều quan trọng nhất đó. Đúng như vậy. Nếu như chuyện cư xử khiếm nhã đó là bộc phát và tự nhiên, thì điều tồi tệ nhất mà ông Rubiales có thể đã gây ra là khiến cho truyền thông và người hâm mộ có một chuyện không hay để mà quan tâm, thay vì tập trung tôn vinh thành công của đội tuyển mà ông cũng đóng góp phần công sức của mình trong đó. Ông chủ tịch sau một ngày thấy quá căng thẳng thì cũng phải chính thức đưa ra lời xin lỗi của mình. Ở đây, giữa chúng tôi, chuyện này có thể là bình thường và tự nhiên, nhưng hành động đã gây ra ảnh hưởng xấu đến mọi người. Tôi muốn nói lời xin lỗi. Tôi cần phải hiểu rằng mình đang ở đây với tư cách đại diện của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Tôi đã rút ra bài học cho chính mình và sẽ cẩn trọng hơn trong tương lai. Nhưng nhiều người còn nhìn nhận việc này nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nó phản ánh sự coi thường của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha với đội tuyển nữ mà vốn mối quan hệ giữa hai bên đã không hề êm đẹp. Trước World Cup, nhiều cầu thủ phản đối Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và ban huấn luyện đội tuyển quốc gia. Họ yêu cầu thay cả ban huấn luyện. Và hậu quả là nhiều gương mặt chủ chốt của đội tuyển đã không dự World Cup năm nay. Thậm chí, sau khi đã vô địch rồi thì nhiều cầu thủ cũng từ chối ăn mừng với ban huấn luyện. Thủ tướng Tây Ban Nha cũng lên tiếng về vụ việc này. Ông cho rằng xin lỗi là không đủ. Ông cũng nói rằng dù không phủ nhận công lao của ông Rubiales, nhưng sự việc cũng cho thấy chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa để có thể đạt được sự bình đẳng giới tính và tôn trọng phụ nữ. Nhân nói về chuyện bình đẳng và tôn trọng phụ nữ thì rẽ ngang sang một câu chuyện cũng có nhiều điểm tương đồng. Đó là chuyện câu lạc bộ Manchester United cuối cùng cũng đành buông tay với tài năng trẻ Mason Greenwood của mình. Tuần qua, lãnh đạo đội bóng Manchester United đã quyết định gạch tên Mason Greenwood khỏi danh sách và để anh này tìm đội bóng mới. Trước đó chỉ vài tuần, họ tuyên bố điều ngược lại, tức là giữ cầu thủ này trong đội hình trong mùa giải mới và đã chịu sức ép dữ dội từ cộng đồng. Tất cả là vì những gì mà Mason Greenwood đã làm, hoặc ít nhất là có vẻ là đã làm với bạn gái của mình. Đây là một trường hợp khá kỳ lạ. Vào đầu năm 2022, của Harriet Robson, bạn gái của Greenwood đã đăng lên mạng xã hội một đoạn ghi âm và những tấm ảnh cho thấy cầu thủ của Manchester đã nói những lời lẽ thô tục và có ý định cưỡng bức cô. Những hình ảnh chụp những vết bầm tím trên cơ thể và vết thương của cô gái đã khiến Mason Greenwood bị bắt, phải ra tòa và không thể thi đấu suốt từ tháng 2 năm ngoái tới giờ. Nhưng cũng trong khoảng thời gian đó, phía bị hại là Harriet Robson dần rút khỏi việc cáo buộc, từ chối cung cấp thêm chứng cứ.
Đồng thời, Kịp có một cô con gái với Ginut, chính là cô bé được anh này cho tới sân tập cùng mới đây. Cả hai hiện đang có dự định làm đám cưới. Thôi thì chúng ta có thể hiểu là những điên rồ của tuổi trẻ cuối cùng cũng trôi qua. Mason Greenwood đã làm lành với bạn gái, nhưng lại không thể làm lành với xã hội, với cộng đồng. Những hình ảnh và đoạn ghi âm vẫn còn đó, và dù Mason có xin lỗi và hứa rằng sẽ trở thành người chồng, người cha tốt, anh ta không có cơ hội làm lại, ít nhất là với Manchester United. Gần 50% số cổ động viên được hỏi thì mong muốn là Greenwood phải ra đi, và nên nhớ rằng đây không phải là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm quá bán là đủ. Và một cầu thủ mà một nửa số cổ động viên không chấp nhận thì có thể đã là quá nhiều rồi. Nhưng chuyện đáng nói hơn trong câu chuyện này, theo chúng tôi, cũng là một kinh nghiệm trong việc xử lý các vấn đề liên quan tới bình đẳng giới. Đó là mọi người không chỉ chỉ trích Greenwood, mà còn là câu lạc bộ Manchester United cũng mất điểm nghiêm trọng vì cách xử lý vụ việc này. Tức là đại diện của hội cổ động viên nữ của Manchester United cho rằng, nếu tôn trọng phụ nữ thực sự thì đội bóng này phải tự ra quyết định trục xuất Mason Greenwood, chứ không phải là chúng tôi để quyền quyết định cho các bạn, hội cổ động viên nữ của Manchester United ạ. Nhưng thôi, chúng ta hãy tạm dừng những chủ đề căng thẳng về bình đẳng giới, bởi vì trong giây phút ăn mừng chiến thắng, sụp đổ vì thất bại, còn có rất nhiều khoảnh khắc ấm lòng khác. Olga Carmona, người hùng ghi bàn thắng duy nhất đưa Tây Ban Nha tới chức vô địch thế giới. Chỉ đến khi vui trọn vẹn rồi thì mới được thông báo rằng vài ngày trước đó, cha của cô đã qua đời. Olga Carmona phát biểu trong lễ ăn mừng chiến thắng như thế này. Que ayer fue un día de muchas emociones. Por momentos fue el mejor día de mi vida y bueno, luego se convirtió en el peor. Realmente estoy muy emocionada de poder brindaros esta alegría a todo el país. Y bueno, aquí tenéis la estrella que tanto queríais. Y bueno, no solo la que llevamos ahora en el pecho, sino todas las que están en el cielo y que nos han acompañado. Trước đó ở trận chung kết World Cup, Olga Carmona đã ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp 1 và cô đã chuẩn bị trước một động tác ăn mừng tưởng nhớ đến mẹ của một người bạn thân vừa mới qua đời mà không hề biết rằng chính cha mình cũng không còn nữa. Đúng là trong phút giây chiến thắng không chỉ có sự bốc đồng và những hành động bộc phát khiến người ta bị sao nhãng những gì cần tôn vinh thực sự, ví dụ như là giây phút này. Sau trận chung kết, trong khi người thắng đang ăn mừng và người thua cũng thẫn thờ bên cạnh nhau, thì Lucy Bronze, hậu vệ cánh của đội tuyển Anh, ngồi khóc một mình trong khu kỹ thuật. Cô đã mắc sai lầm dẫn đến bàn thua duy nhất định đoạt trận đấu của đội tuyển Anh. Ona bên phía đội tuyển Tây Ban Nha không bỏ qua điều này. Cô tiến lại bên cạnh đối thủ, thực ra cũng là đồng đội của Ona tại câu lạc bộ Barcelona, quỳ gối ôm lấy bạn và an ủi. Ona chỉ là một trong 7 cầu thủ Barcelona chơi trong đội chính thức của đội tuyển Tây Ban Nha trận chung kết. Và ký ức buồn sẽ theo đuổi Lucy Bronze cho tới tận khi cô trở lại câu lạc bộ và nhìn thấy xung quanh mình toàn những gương mặt của trận chung kết. Nhưng hành động của Ona có thể thay đổi viễn cảnh không vui đó. Báo chí Australia gọi hình ảnh này là biểu tượng của một World Cup không có khoảng cách. Bây giờ hãy quay trở lại với Messi và giây phút chiến thắng cùng với Inter Miami. Trước khi anh đến, Yedlin là thủ quân của Inter Miami. Đội bóng này chính thức ra đời thì còn ít tuổi hơn cả con trai út của Messi chứ. Và chẳng có vẻ gì là sẽ sớm giành được một chiếc cúp. Messi thì khác, anh đã 43 lần nâng cao các danh hiệu quý giá nhất của thế giới bóng đá. Tất cả các giải đấu Messi từng tham gia, anh đều ít nhất một lần chiến thắng, trừ một danh hiệu duy nhất mà nhiều người đã phát hiện ra, đó là Cúp Quốc gia Pháp. Giải này thì Messi có tham gia, nhưng chưa kịp vô địch lần nào. Việc Messi chia sẻ vinh dự với Yedlin cũng là điều dễ hiểu. Nhưng với cách tổ chức của một giải đấu khá đặc biệt như là League Cup, thì Messi không phải là người chỉ ghé qua giải đấu để dạo chơi không thôi đâu. Hiếm có một giải đấu nào mà vai trò của anh trong việc giành cúp lại lớn như thế, kể cả World Cup vừa rồi. Hãy hình dung League Cup như một kiểu cúp C1 của Bắc Trung Mỹ vậy, với sự tham gia của các câu lạc bộ mạnh nhất tới từ Canada, Mỹ và Mexico. Tổ chức gói gọn trong vòng khoảng chưa tới một tháng, Messi đã chơi toàn bộ cả 7 trận đấu của Inter Miami, bao gồm 2 trận vòng đấu bảng và 5 trận loại trực tiếp. Anh ghi bàn trong tất cả 7 trận đấu đó tổng cộng là 10 bàn và sút thành công tất cả các quả penalty trong các loạt luân lưu. Trước khi Messi đến đây, Inter Miami là một đội bóng có thể gọi là yếu và đang xếp cuối bảng ở giải nhà nghề Mỹ. Messi không có nhiều thời gian để làm quen với các đồng đội mới và được hai sự hỗ trợ quan trọng bổ sung. Đó là hai tân binh quen mặt, Jordi Alba, 34 tuổi và Sergio Busquets, 35 tuổi. 10 bàn trong 7 trận và ăn mừng theo các kiểu của nhân vật siêu anh hùng từ Hollywood. Vấn đề của Messi ở Mỹ có khi chỉ là Hollywood có
quá ít siêu anh hùng để mà anh bắt chiếc mà thôi. Messi một tuần trước đó có nói rằng là anh chưa bao giờ muốn rời Barcelona để đến Paris Saint-Germain vài năm trước cả. Giờ thì chúng tôi lại nghĩ rằng Messi cũng không thực sự tới Miami. Anh không thể trở lại Barcelona nên cuối cùng đã quyết định đưa cả Barcelona tới Mỹ. Nhắc đến Messi mà không đề cập tới CR7 trong tuần này là một thiếu sót rất lớn. Với việc Cristiano Ronaldo rời châu Âu, người ta cũng có thể ví von tương tự. Ronaldo rời châu Âu và các tỷ phú Ả Rập an ủi anh bằng cách mang luôn cả châu Âu tới Trung Đông. Hãy nhìn vào các ngôi sao đang xếp hàng tới giải nhà nghề Ả Rập Xê Út thì biết ngay. Và tuần qua Ronaldo cũng tranh thủ để lại dấu ấn của mình với chiếc cúp đầu tiên cùng với đội bóng mới. Cúp các câu lạc bộ Ả Rập mà Ronaldo vừa giành được cùng với câu lạc bộ Al Nassr cũng là một giải đấu uy tín quy tụ các đội bóng mạnh nhất của cộng đồng Ả Rập, từ Zamalek của Ai Cập đến đương kim vô địch Raja của Maroc. Al Nassr tham gia từ vòng đấu bảng và tính tổng cộng Ronaldo cùng đội bóng của mình đã thi đấu 6 trận. Cũng chỉ có một trận đấu vòng bảng duy nhất là Ronaldo không ghi bàn, trận này kết thúc với tỷ số hòa không đều. Còn đâu anh lập công trong tất cả các trận đấu còn lại, bao gồm cả việc ghi toàn bộ 3 bàn thắng của Al Nassr trong các trận đấu bán kết và chung kết của giải này. Thế giới bóng đá dường như đang níu kéo những ngày huy hoàng còn lại của hai huyền thoại và họ đã không làm chúng ta phải thất vọng. Nếu tuổi trẻ của con người dài hơn thì đề nghị Messi và Ronaldo sẽ đi đến từng khu vực trên thế giới để chúng tôi thấy được sự phi thường của các anh. Quý vị đừng rời màn hình, chương trình Giờ Vàng Thể Thao của chúng tôi còn tiếp tục với phần thể thao trong nước. Cùng tiếp tục với chương trình Giờ Vàng Thể Thao, thưa quý vị, đúng một tháng trước thì chương trình có tạo một cuộc khảo sát dự đoán của khán giả về kết quả các giải bóng đá quốc nội trên kênh YouTube VTV Thể Thao. Và bây giờ đã đến lúc để ca tụng các tài năng dự đoán. 55% khán giả dự đoán chức vô địch của giải V-League sẽ thuộc về câu lạc bộ Công an Hà Nội. Và giờ khi chương trình này được phát sóng trên kênh VTV1 bản đầu tiên vào tối thứ 6, thì đội bóng Công an Hà Nội chỉ còn cách chức vô địch một chiến thắng nữa mà thôi. Hoặc nếu họ bị cầm hòa bởi Đông Á Thanh Hóa trên sân nhà, thì đối thủ bám đuổi là câu lạc bộ Hà Nội cũng phải thắng rất đậm trước Viettel thì mới có thể lên ngôi. Và bất ngờ rất lớn sẽ thực sự xảy ra nếu như câu lạc bộ Hà Nội thắng được Viettel thật và Đông Á Thanh Hóa thì giành 3 điểm trước câu lạc bộ Công an Hà Nội. 55% khán giả có vẻ như đã gần đến đích rồi, nhưng chặng đường về đích đó nhìn lại mới thật sự là thú vị, bởi vì chúng tôi cũng đưa ra những phân tích của mình. Hãy xem lịch thi đấu cho phép Công an Hà Nội sẽ gặp 4 đối thủ đầu tiên có thứ hạng thấp lần lượt là Hà Tĩnh, Bình Định, Hải Phòng và Nam Định. Và theo chúng tôi, việc giành lợi thế về điểm từ các trận đấu này là tối quan trọng, bởi vì cuối cùng họ sẽ gặp 3 đối thủ trực tiếp rất mạnh, đó là Hà Nội, Viettel và Thanh Hóa. Nhìn Công an Hà Nội bị loại bởi Thép Xanh Nam Định tại Cúp Quốc gia hôm vừa rồi thì chúng ta cũng chưa biết thế nào về 4 trận đấu đầu tiên đâu, mặc dù vị thế của họ là cao hơn, được đánh giá cao hơn. Mọi thứ đã diễn ra đúng như dự đoán, sau 4 trận đấu đầu tiên thì câu lạc bộ Công an Hà Nội đã tự đánh mất lợi thế quyết định của mình trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Họ bị Hà Tĩnh cầm hòa, họ thua Hải Phòng trên sân nhà và thắng Thép Xanh Nam Định cực kỳ vất vả. Những tưởng chức vô địch đã xa tầm tay thì bất ngờ Công an Hà Nội lại chơi một trận có thể nói là hay nhất trong giai đoạn 2 khi gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp là câu lạc bộ Hà Nội. Dù trọng tài nước ngoài đã xử lý có phần thiếu chính xác trong khoảng 1 đến 2 tình huống có thể thổi penalty, nhưng công bằng mà nói là Công an Hà Nội đã ghi 2 bàn thắng xứng đáng và có 3 điểm trong một trận đấu khá kịch tính và nhiều sức cống hiến cho khán giả. Bất ngờ lớn nhất theo chúng tôi nằm ở trận đấu sau đó, một Viettel vốn là luôn cực kỳ cẩn trọng, không bao giờ thua đậm và cũng không bao giờ cần ghi quá nhiều để giành 3 điểm. Bây giờ đã từ bỏ lối đá của mình trong một cuộc so tài mà muốn tự quyết vô địch, họ cũng cần 3 điểm. Nhưng kết quả là Viettel đã chịu 3 bàn thua ngay trong hiệp 1. Thắng 2 trận đấu bản lề, Công an Hà Nội đã biến dự đoán của 55% khán giả Giờ Vàng Thể Thao gần như trở thành sự thật. Nhưng cuộc đua vẫn chưa hoàn toàn ngã ngũ nhé thưa quý vị, bởi vì Viettel và Đông Á Thanh Hóa vẫn còn tiếng nói trong kết quả cuối cùng. Hai đội bóng này cũng là sự thú vị trong những dự đoán ở Cúp Quốc gia. Trong khảo sát của chúng tôi dành cho khán giả, gần 7.000 khán giả đã tham gia dự đoán và 59% cho rằng Viettel sẽ vô địch Cúp Quốc gia. Đây là một tỷ lệ dễ hiểu nếu nhìn các đối thủ còn lại. Còn Đông Á Thanh Hóa xếp thứ 2 chỉ có 21%. Nhưng Giờ Vàng Thể Thao đã nói rằng Đông Á Thanh Hóa xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng nhưng lại chỉ được khán giả của Giờ Vàng Thể Thao xếp thứ 4 trong cuộc bình chọn ứng cử viên vô địch. Với sự đầu tư một vài năm trở lại đây, đội bóng xứ Thanh có thể mơ về một trong hai chiếc cúp của mùa giải năm nay và tôi nghĩ rằng xứng đáng thôi. Và tôi cũng có linh cảm rằng họ,
dù có lẽ là sẽ không vô địch trong mùa giải năm nay ở giải vô địch quốc gia, nhưng sẽ đóng một vai trò nào đó quan trọng trong cuộc đua năm nay. Hãy cùng chờ xem. Chúng tôi linh cảm rằng Đông Á Thanh Hóa sẽ có vai trò nào đó trong cuộc đua vô địch mà. Nếu họ đã có một chiếc cúp rồi và bây giờ lại muốn giành thêm một tấm huy chương đồng ở V-League nữa, thì câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng có lý do để mà cẩn trọng đấy. Nhưng trước tiên cũng phải dành những lời chúc mừng nồng nhiệt cho một năm thành công đặc biệt của bóng đá Thanh Hóa. Quyết định bổ nhiệm huấn luyện viên Veliza Popov ở đầu mùa giải là yếu tố mang tính đột phá trong lối chơi và thành tích của Đông Á Thanh Hóa. Trong một tập thể không có ngôi sao, cũng chẳng có gương mặt được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên người Bulgari vẫn xây dựng được lối chơi phù hợp và hiệu quả. 10 vòng đấu bất bại và dẫn đầu trên bảng xếp hạng trong phần lớn thời gian của giai đoạn 1. Phong độ ấn tượng trên sân tạo nên hiệu ứng tích cực trên khán đài khi khán giả Thanh Hóa tìm lại sự hào hứng. Ngay trong năm đầu tiên dẫn dắt đội bóng, huấn luyện viên Veliza Popov đã mang về chiếc cúp vô địch sau 14 năm chờ đợi. Vượt qua Viettel trong trận chung kết, danh hiệu vô địch cúp quốc gia 2023 là thành quả xứng đáng cho nỗ lực của cả một tập thể. Không chỉ có huấn luyện viên Veliza Popov, thành công của bóng đá Thanh Hóa ở mùa giải năm nay còn gắn liền với một huấn luyện viên ngoại khác, ông Svetislav Tanasijevic, cựu trợ lý huấn luyện viên trưởng của Đông Á Thanh Hóa mùa giải 2022 đã chuyển sang làm công tác đào tạo trẻ. Và U19 Đông Á Thanh Hóa cũng là đội bóng hiếm hoi sử dụng huấn luyện viên ngoại ở cấp độ bóng đá trẻ. Chức vô địch tại giải U19 quốc gia sau 26 năm càng trở nên có giá trị khi U19 Đông Á Thanh Hóa chỉ giành vé vớt ở vòng loại nhưng thẳng tiến tới ngôi vô địch. Đây cũng chính là sự tiếp nối trong công tác đào tạo trẻ của Thanh Hóa khi đội U17 Thanh Hóa giành chức vô địch vào năm 2019. Sẽ chuẩn bị được nâng cao bởi những cầu. Trong phần cuối của Giờ Vàng Thể Thao tuần này, chúng tôi muốn dành thời lượng cho giải đấu bóng chuyền của VTV đang diễn ra tại Lào Cai. VTV Cup Feroli 2023, trong một năm mà các giải đấu bóng chuyền từ trong nước tới quốc tế diễn ra dày đặc vì ảnh hưởng trước đó của Covid-19. VTV Cup vẫn có vị trí riêng, vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ khán giả địa phương và là một trong những nội dung thể thao được nhiều người xem nhất trên sóng và các nền tảng số của truyền hình Việt Nam. Và chúng tôi muốn kết thúc chương trình hôm nay bằng câu chuyện của một trong những cái tên được yêu mến nhất của bóng chuyền Việt Nam hiện nay và của riêng giải đấu này. Hành trình sự nghiệp của Trần Thị Thanh Thúy nhìn từ VTV Cup. Hãy cùng xem và trở lại với chương trình của chúng tôi vào tuần sau. Xin kính chào tạm biệt. VTV Cup 2014, lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trình làng một gương mặt trẻ mới 17 tuổi cùng chiều cao ấn tượng Trần Thị Thanh Thúy. Cùng đến từ VTV Bình Điền Long An, cô là đàn em, học hỏi từ người chị dày dặn kinh nghiệm Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Năm đó, Ngọc Hoa 29 tuổi, vẫn còn đang đỉnh cao phong độ. Nhưng người hâm mộ đã thấy bóng dáng của một thủ lĩnh mới từ Thanh Thúy. Năm 2018, khi Ngọc Hoa chính thức chia tay với VTV Cup sau 14 lần tham dự, Thanh Thúy dần trở thành chủ công số 1 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trong hai giải đấu vào các năm 2018-2019, Thanh Thúy đã trải qua rất nhiều cảm xúc khác nhau cùng giải đấu này. Trong đó có chức vô địch tại Hà Tĩnh và ngôi vị Á quân vào năm 2019. Giải đấu mà Thanh Thúy đã gặp phải một chấn thương nhưng vẫn nỗ lực để trở lại ở những trận đấu cuối cùng. Ở hai giải đấu này, Thanh Thúy luôn được coi là thủ lĩnh tinh thần của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Khi vào sân thi đấu thì em chỉ biết cố gắng la hét để cho mọi người có lên tinh thần và đội hôm nay đã thi đấu rất là hay. Bọc lót ủng hộ cho nhau rất là tốt. Em cảm thấy đó là động lực cho em cố gắng. Cho đến VTV Cup lần này, ở tuổi 27, đỉnh cao của phong độ trong sự nghiệp, Thanh Thúy đã trở thành gương mặt được yêu mến nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô là thỏi nam châm, thu hút sự quan tâm của các khán giả cũng như sự nể phục của các đối thủ. Và đập bóng uy lực của Thanh Thúy. Dù là lần thứ 7 thì đánh VTV Cup nhưng mà em vẫn cảm thấy rất là vui, rất là phấn khởi vì rất là được đông đảo khán giả ủng hộ và khán giả Lào Cai rất là tâm huyết và rất là yêu và nhiệt tình và yêu thích tụi em rất là nhiều và tụi em cảm thấy đó là động lực rất lớn cho tụi em. Thanh Thúy là niềm tự hào của VTV Cup và VTV Cup luôn mang lại những kỷ niệm đẹp, đánh dấu sự thăng tiến của nhiều tài năng của bóng chuyền nữ Việt Nam, trong đó có Thanh Thúy.